Mình tên Trương Lan Kiệt, là sinh viên của trường Đại học Giáo dục Cần Thơ, là mình năm Y6 Y Giáo khoa. Hôm nay mình xin trình bày về blood. Blood là một là blood urinary tract symptom. Thì đây là một thuật ngữ để nói về là các tập hợp các triệu chứng về đường tiết và về đường tiểu dưới, bao gồm bàng quang, niệu đạo và tiền đình tiến. Thì mình xin được trình bày về blood ở lứa tuổi là từ 3 đến 5 tuổi. Lúc từ 3 năm tuổi là một lứa tuổi ở trẻ bắt đầu phát triển nhân cách, và đây là cái lứa tuổi mà sẽ bắt đầu có đi được đi học. Và khi bắt đầu đi học thì trẻ em sẽ có là phải xa gia đình. Thì trong lúc xa gia đình thì về thứ nhất là xa gia đình, thứ hai là trong quá trình trong môi trường học đường thì sẽ có cái hiện tượng là manchester, là hiện tượng bạo lực học đường, cũng như là nếu ở nhà sẽ có là bạo lực gia đình, thì trẻ sẽ gây ra những cái triệu chứng stress. Thì ngoài ra thì có những vấn đề khác như là về trong môi trường xã hội, thì trong môi trường đường thì hiện vấn đề hiện nay là nhà vệ sinh của các trường học bây giờ rất là dơ, và trẻ em sợ vấn đề đi tiểu. Thì chị em khi mà sợ những ngày đi tiểu thì em sẽ nhịn và không đi tiểu luôn. Về vấn đề thứ hai là nếu như về vấn đề thứ hai là trong vấn đề về giáo dục, thì trẻ em là được trong môi trường học tập thì các cha mẹ hay là vấn đề học tập thì bị trẻ em dưới sự một cái áp lực về thi cử, áp lực về bài vở, thì những cái áp lực này cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà trẻ em về đường tiết niệu. Sau đây là các bạn sẽ trình bày đốt nữ từ 40 đến 49 tuổi. Mình là sinh viên năm 3 trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Hôm nay mình sẽ trình bày về blood ở phụ nữ 40 đến 49 tuổi. Phụ nữ từ 40 đến 49 tuổi thì thường là cái lứa tuổi tiền mãn kinh, là họ sẽ có nội tiết tố bị thay đổi và estrogen sẽ giảm, nên là họ sẽ bắt đầu bị thay đổi về góc dáng, thay đổi về nhu cầu tình dục, họ sẽ bắt đầu bị lão hóa da. Cho nên là họ sẽ dẫn đến là lo lắng về nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình và lo sợ mình sẽ bị già đi. Từ đó là họ sẽ bị stress và dễ dẫn đến lúc. Mình là Kim Cúc, là sinh viên năm 2 lớp ID K82. Sau đây mình sẽ trình bày về lớp ở nam trên 60 tuổi. Thì nam trên 60 tuổi thì dễ mắc các bệnh về lão hóa như là tăng huyết áp, đái tháo đường, và cái lứa tuổi này là lứa tuổi cái khả năng tình dục của họ suy giảm, và 60 tuổi thì có thể họ đã về hưu, họ có những lo lắng về công việc, về tiền bạc cũng như là về sức khỏe của họ. Tên là Ngọc Trâm, lớp ID K42. Mình sẽ giải thích là vì sao ăn mặn lại gây tăng huyết áp. Đầu tiên mình định nghĩa tăng huyết áp là như thế nào. Tăng huyết áp là một cái tăng huyết áp được định nghĩa là khi huyết áp tâm thu lớn hơn 140mm thủy ngân và huyết áp tâm trương lớn hơn 90mm thủy ngân. Ăn mặn như thế nào gọi là ăn mặn? Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì một người được xem là ăn mặn khi mà mỗi ngày ta ăn nhiều hơn 5-6 gram muối. Và tại sao ăn mặn lại gây tăng huyết áp thì có bốn cơ chế. Đầu tiên là khi mà mình ăn mặn thì mình sẽ uống nước nhiều, và khi ăn mặn thì lượng natri cộng trong máu nó sẽ nhiều và nó sẽ kéo nước vào trong mạch, làm cho tăng thể tích tuần hoàn, là sẽ làm tăng cung lượng tim, từ đó dẫn đến tăng huyết áp. Cái thứ hai là khi mà mình ăn muối nhiều, nó sẽ cũng sẽ kích thích các cái tế bào cơ tim phì đại, làm kích thích các tế bào cái mạch máu phì đại, làm cho nó giảm cái sự đàn hồi và làm tăng cái kháng trở ngoại vi, thì cũng sẽ làm tăng huyết áp. Tiếp theo là cái khi mà mình ăn mặn thì cái áp suất thẩm thấu trong cái nồng độ của mình nó cũng sẽ
cao làm kích thích cái thủy sao tuyến yên tiết ra ADH. ADH là một cái hormone chống bài niệu, nó sẽ làm cho mình giữ nước và cũng làm tăng thể tích tuần hoàn, gây tăng huyết áp. Cái chế tiếp theo là nó sẽ kích thích hệ renin-angiotensin-testosterone, là sẽ cái renin nó sẽ kích thích angiotensinogen, là một cái chất do gan tiết ra, nó sẽ biến đổi thành angiotensin 1. Angiotensin 1 sẽ nhờ men nhiễm sẽ chuyển thành angiotensin 2, và angiotensin 2 thì nó có các cái tạo ra những cái đáp ứng sinh lý như là co mạch, như là giữ nước, rồi co mạch giữ nước là nó cũng làm cái phần làm tăng tiết cái ADH ở thì sau tiếng yên, nó sẽ góp phần làm tăng cái sẽ góp phần làm tăng huyết áp. Tóm gọn lại thì mình cứ tóm gọn lại thì là cái huyết áp nó sẽ, cái công thức tính huyết áp là nó sẽ bằng cái thể tích nhét bóp nhân với lại cái kháng trở, cho nên là bất kỳ cái yếu tố nào mà làm tăng hai cái này thì cũng có thể là nguyên nhân gây tăng cái Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Phú Cường. Thì sau đây mình sẽ nói về cái phần là hôn mê do tăng NH3 trên bệnh nhân xơ gan. Thì đầu tiên là các bạn không biết là NH3 được sản xuất từ đâu. Thì NH3 được sản xuất từ những vi khuẩn có men ure ở trong ruột sản xuất ra NH3. Và NH3 bình thường trong máu là bao nhiêu? Là có hai dạng, là trong tĩnh mạch và động mạch. Trong tĩnh mạch thì từ 0,4 cho tới 0,7mg trên lít. Còn trong động mạch là bé, phải bé hơn 60mg trên lít. Thì ở bệnh nhân xơ gan thì cái cơ chế cơ bản nhất đó là sự đào thải. Sự đào thải thì NH3 qua gan sẽ chuyển thành ure, ure qua thận sẽ thải ra ngoài. Vậy bệnh nhân xơ gan sẽ gây tăng NH3, mà NH3 là một chất ở trong máu, nó rất là độc. Nó qua được hàng rào máu não, nó vào não và nó gây ra những cơ chế giống như hôn mê. Có ba cơ chế, đó là thứ nhất là NH3 nó đối kháng với chất là pyruvate, pyruvate hydroxylase, nó gây ức chế coenzyme A. Thì cái chất này nó cũng gây ức chế thần kinh trung ương. Cái cơ chế thứ hai là ức chế sự biến đổi của glutamine thành glutamate, nó gây là phù não, tăng áp lực nội sọ. Và cái cơ chế thứ ba là GABA. GABA được sản sinh cũng là từ những vi khuẩn ở trong đường ruột. Thì cái chất này là gây ức chế thần kinh trung ương ở hầu hết những động vật có vú. Thì ở bệnh nhân xơ gan thì có hai chất tăng, đó chính là GABA và benzodiazepine. Thì hai chất này nó gắn vào cái thụ thể của GABA, nó sẽ gây ức chế chuyển hóa ion fluoro, nó gây ức chế thần kinh trung ương. Thì đó gần như là ba cơ chế gây hôn mê. Và sự tăng các chất đó nó sẽ gây độ nặng lâm sàng từ 0 cho tới 4. Thì 0 là nhẹ nhất, nó sẽ gây là nhảm nhận thức, và 4 là nặng nhất, là hôn mê và mất cảm giác đau.